Lúc này thì Hưng Thị Tào đã đi kêu mọi người đến. Chánh Hưng Quảng Sâm bận quần lãnh đen, áo bành tô trắng, chân mang dài hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay thì cầm ba ton, miệng thì ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô trong sân thì lên tiếng nói lớn: "Nè, chống cửa lên coi." Phó Lý Hề lật đật vô chống cửa lên. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thây của Thị Lựu nằm ở trên ván thì đứng khựng lại và lên tiếng: "Nè, Phó Lý Hề, cầm cái đèn rọi tao coi coi." Phó Lý Hề cầm đèn lại rọi. Chánh Hương Quảng vối lấy cái đèn biểu Phó Lý Hề lăn Thị Lựu để cho anh ta khám vết tích. Anh ta coi cùng mình mẩy, không thấy bầm hoặc sưng hoặc trầy chỗ nào hết, duy chỉ có bể đầu ở phía sau mà thôi. Anh ta rội trong nhà thì cũng không thấy chỗ nào có máu, duy chỉ ở dưới đất gần chỗ Thị Lựu nằm thì có một chút máu mà thôi. Chánh Hương Quảng khám thương tích xong rồi mới quay sang hỏi Hương Thị Tào: "Chú nói rằng thằng rể của chú ngủ giữ lúa ruộng, vậy chứ đêm nay có ai ở nhà với Thị Lựu không? Đâu, kêu lên hết tôi hỏi coi." Hương Thị Tào mới chỉ thằng Tý với con Quyên và lên tiếng nói: "Dạ thưa thầy Hưng Quảng, chồng nó mất đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con nó chứ đâu có ai nữa." Chánh Hương Quảng lúc này mới trợn mắt nhìn thằng Tý và lên tiếng hỏi: "Thằng nhỏ này, ai đánh má mày chết vậy? Khai coi, khai mà trật là ở tù chết nghe mày." "Dạ Hương Hào, xô má tôi té đập đầu vô dáng chết." "Mày nói Hương Hào, Hương Hào nào?" "Dạ Hương Hào hội." Có thiệt không mày?" "Dạ thiệt." Nhưng mà sao Hương Hào hội xô má mày vậy?" "Dạ không biết." "Tại sao mày không biết?" Chánh Hương Quảng mới sai Phó Lý Hề chạy đi đòi Hương Hào hội lập tức. Anh ta quay qua thấy con Quyên đứng kế bên thì mới lên tiếng hỏi: "Nè, còn con nhỏ kia, sao má mày chết vậy?" Con Quyên nhìn Hương Quảng rồi nhìn anh nó mà nó không chịu trả lời. Hương Quảng thấy vậy mới nắm tay dỗ ngọt mà hỏi nữa. Nó giật tay ra chạy lại đứng kế bên thằng Tý mà cũng không nói tiếng nào hết. Lúc đó Trùm Sóc, Phó Thôn Keo và đàn bà lối xóm nghe lộn xộn cho nên bu đến mà coi. Chánh Hương Quảng hỏi con Quyên không được cho nên mới hỏi Hương Thị Tào: "Chú có kêu người đi kêu ông rể chú chưa?" "Dạ chưa." "Mượn người đi kêu nó đi." Hương Thị Tào mới nhờ Trùm Sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sửu. Chánh Hương Quảng biểu Phó Thôn Keo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Vô trong buồng, anh ta dở mùng lên, thấy có sợi dây nịt da của ai để ở trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịt thì thấy có 7 đồng bạc giấy với một cái giấy thuế thân tên là Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịt cầm trong tay, miệng chúm chím cười. Đi rồi tới nhà bếp thì thấy cửa sau mở bét. Rồi ra trước sân thì thấy có một cây cóc bỏ nằm đó. Anh ta mới lượm cây cóc đem vô trong nhà. Lúc này thì Phó Lý Hề về đến, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi khúm núm. Vừa thấy Chánh Hương Quảng thì lên tiếng hỏi: "Dạ cậu cho đồ tươi chi vậy cậu sao?" Chánh Hương Quảng chỉ thay Thị Lựu và lên tiếng nói: "Nè, ban đêm đó mày tới nhà mày hãm hiếp người ta không được, rồi mày giết người ta đây nè. Tao kêu mày tới để tao còng đầu mày chứ kêu làm cái gì?" Hương Hào Hội nghe nói thì run lẩy bẩy, mắt nhìn thay Thị Lựu và lên tiếng trả lời: Dạ, bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì. Thằng Phó Lý nó lại kêu thì lúc đó tôi đang ngủ mà, cậu hỏi nó thử coi." "Ê, đừng có chối mày, thằng nhỏ kia nó khai hết rồi, hết thảy mấy người ở đây đều nghe hết trơn á, mà tao cũng có bằng chứng đàng hoàng, mày làm sao chối được?" "Bẩm cậu, cậu nói vậy quen cho tôi quá." "Quen hả? Nè Phó Lý Hề,
mày còng đầu thằng Hương Hào này lại, dắt nó về bên nhà Việt chờ tao. Nè, coi chừng nó nghe, mày để nó trốn là mày chết với tao à. Phó Lý Hề mới còng Hương Hào Hội mà dắt đi. Thằng Tý nhìn theo coi bộ nó ghét lắm. Hương Hào Hội vừa bước ra khỏi nhà thì Trùm Sóc về tới, tay ôm cái nốt, lên tiếng bước vô nói: "Ơ, thằng Sửu nó đi đâu không biết, không thấy nó ngủ ngoài ruộng. Nó bỏ cái nốt trên bờ cho nên tôi ôm về nè." Chánh Hương Quảng kêu Phó Thôn Keo với Trùm Sóc ở đây coi chừng thay của Thị Lựu, đừng cho ai động tới. Anh ta mới cầm sợi dây nịt với cây cốc mà đi qua nhà Việt, kêu thằng Tý với con Quyên đi theo luôn. Coi bộ Chánh Hương Quảng hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rân cái sắp dân canh, biểu đốt đèn mang xong rồi mang kiến lại ngồi buro mà làm rapport. Thằng Tý với con Quyên ngồi bộ ván phía sau mà chờ. Chúng nó chờ lâu quá cho nên con Quyên buồn ngủ, nằm nghẽo đầu xuống mà ngủ. Còn Hương Hào Hội bị còng ngồi bỏ tại bộ ván kia, mặt mày buồn hiu. Không biết là Hương Quảng đặt rapport như thế nào mà tới chừng làm xong rồi mới kêu Phó Lý Hề kêu dẫn Hương Hào Hội lên đây để lấy ăn kết. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng khóc lóc và lên tiếng: "À, bẩm cậu, cậu trời ơi, cậu làm ơn, làm ước cậu thương giùm tôi mà. Cậu mà làm các kiểu này chết tôi cậu ơi cậu." Chánh Hương Quảng lấy kiến xuống, nhíu mắt nhìn Hương Hào Hội nhưng mà không nói tiếng nào. Hương Hào Hội cứ khóc và lại. Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó cho nên kêu ra đằng sau coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho chúng nó đi đâu. Khi Phó Lý Hề đi rồi, Hương Quảng mới kêu Hương Hào Hội đứng lại gần một chút rồi đưa ra sợi dây nịt và chỉ cho thấy. Cách một hồi lâu, Chánh Hương Quảng đứng dậy mở cầm cho Hương Hào Hội và để cho đi về. Sau đó Chánh Hương Quảng bước vô cái phòng một bên đó mà nằm. Tới chừng trời hừng sáng thì Hương Hào Hội quay trở lên nhà Việt, vô phòng to nhỏ với Hương Quảng rồi đưa cho Hương Quảng một xấp giấy bạc. Hương Quảng điếm sơ sơ rồi bỏ vô trong túi và lên tiếng nói với Hương Hào Hội: "Nhưng mà mày phải ở lại đây nghe không, đừng có đi đâu để sáng rồi tao lấy lời khai. Như ông quận hay là quan biện lý có xuống tra xét thì tao tìm cách tao đỡ cho." Vừa mới sáng bửng mặt thì Chánh Hương Quảng cho đội Phó Hương Quảng Thâu đến, kêu đem rapport lên để báo việc nhân mạng cho chủ quận lập tức. Anh ta lên tiếng dặn: "Như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà kêu mày đi thì mày nói là tao mắc đang làm ăn kết nghe không mày?" Chánh Hương Quảng lấy lời khai thằng Tý thì nó cũng cứ khai là Hương Hào Hội vô nhà làm cái gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói không thấy. Chánh Hương Quảng la rầy hăm dọa đủ cách mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận lắm mới kêu Phó Lý Hề đem đóng trăng nó lại và kêu dẫn con Quyên lên. Anh ta o bế dụ dỗ con nhỏ một hồi, con nhỏ mới lên tiếng khai: "Cha với má tôi đánh lộn rồi cha tôi xô má tôi té." Chánh Hương Quảng nghe nói như vậy thì mừng quá, lật đật lấy lời sau khẩu cung của con Quyên, rồi kêu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Quyên cho nó nghe. Thằng Tý thì cứ cãi là em nó không biết cho nên nói bậy. Chánh Hương Quảng đánh nó 2-3 cái bạt tai mà nó cũng khai là Hương Hào Hội xô má nó té. Chánh Hương Quảng đuổi hai đứa nhỏ về, rồi dạy Hương Hào Hội làm lời khai, nói là đêm hồi hôm ngủ tại nhà có chứng của vợ con với hai người bạn tên là thằng Di và thằng Lăng, rồi kêu hai tên bạn tới cũng kêu tụi nó phải khai giống như vậy, nói là thấy Hương Hào ngủ ở nhà từ đầu hôm cho đến chừng Phó Lý Hề tới bắt chứ không có đi đâu hết. Lối 12 giờ khai báo vừa xong thì quan chủ quận tới nhà Việt. Chánh Hương Quảng tiếp rước quan chủ quận trình những lời khai cho ngài xem và lên tiếng: "Bẩm hoàng lớn, thằng Sửu với là Thị Lựu ở chung nhà với mấy đứa con chứ không có ai hết á. Theo lời khai của con Quyên thì cha mẹ của nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu chết. Còn cái thằng Tý kia đó thì khai là cha nó mắc giữ lúa ngoài ruộng, Hương Hào Hội vô nhà làm gì không biết mà xô má nó té bể đầu.
lời khai của cái thằng Tý á, nghe vô lý lắm. Bởi vì chứng cớ rõ ràng á, trọn hồi hôm á, nguyên đêm, Hương Hào hội ở nhà, chứ không có đi đâu hết. Đã vậy á, mà thằng Sửu á, bây giờ nó trốn đâu mất rồi. Hồi khuya ra ruộng kiếm không thấy, mà từ hồi sớm mơ tới bây giờ á, cũng không thấy nó về. Theo ý của tôi á, chắc là thằng Sửu giết vợ, chứ Hương Hào hội không có can gì tới cái vụ nhân mạng này hết. Chánh Hương Quảng bào chữa cho Hương Hào hội tận tình, mà cũng giấu biệt, không nói đến chuyện mình lấy được sợi dây nịch của Hương Hào hội tại buồng ngủ của thị lự. Quan chủ quận nghe xong, ngài lặng thinh, lấy mấy tờ khai bỏ vào trong cặp da và biểu Hương Quảng dắt đến nhà thị lự. Ngài khám thương tích, xem xét từ trong ra ngoài sân, rồi trở qua nhà Việt đòi Hương Thị Tào, thằng Tý và con Quyên cũng như Hương Hào hội để mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai giống như đã khai với Hương Quảng. Quan chủ quận đến nhà Hương Hào hội lấy lời khai của vợ con bạn bè trong nhà. Hai tên bạn đã được dặn trước cho nên khai là Hương Hào hội ngủ nhà chứ không có đi đâu hết. Còn vợ Hương Hào hội thì khai rằng chị ta ngủ sớm cho nên không biết là chồng có đi đâu hay không. Lối 3 giờ chiều, quan biện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận mới dắt đi mổ tử thi để khám nghiệm, cắt nghĩa sơ sơ cho quan biện lý hiểu mấy lời khai. Rồi quan biện lý mới cho phép chôn thị lựu và giải quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, sau đó sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan biện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi thì quan chủ quận mới truyền cho Hương Quảng phải tìm bắt cho được tên Trần Văn Sửu để giải nạp. Tuy vậy mà ngài cũng cầm theo Hương Hào hội để dắt về Dũng Liêm luôn. Quan chủ quận còn đang tra xét việc này thì Hương chức làng Trung Hậu chạy tờ trình rằng có tìm được một cái áo treo trên nhánh bần gần ở cái vàm rạch Nàng Âm. Trong vạt áo có buộc một cái hộp giấy đựng giấy thế thân của tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Đến chiều thì có người lại báo có một người chết trôi, không có quần áo gì hết, mặt bị cá ăn hết, trôi tấp vào vàm rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là Hương Hào hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến làm chuyện trai gái với thị lựu. Tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết rồi sợ tội, cho nên nhảy xuống sông mà tự vận. Ngài mới làm rắp bo nhảy nội vụ đến tòa. Quan biện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, cho nên mới làm giấy giam Hương Hào hội lại. Hương Hào hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con mướn trạng sư, rồi mua chứng cớ, làm đủ cách mà cũng phải bị giam gần 2 tháng rồi tòa mới thả về. Khi anh ta về đến nhà, hình dạng ốm nhách, nợ nần thì lúc đầu, có 14 mẫu ruộng phải bán cho bà Hương Quảng Tồn để lấy tiền trả nợ, sự sản tiêu tan hết, mà vợ thì cứ theo cằn nhằn gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con mà đi mất, trong làng không biết là đã bỏ đi đâu. Hương Thị Tào chôn cất thị lựu xong rồi, đóng cửa trước cửa sau nhà con rể cho chặt, rồi mới đem sắp cháo về bên nhà. Ông còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân để mà đạp, vì mấy bữa lộn xộn không ai coi chừng, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ. Cho nên ruộng của Trần Văn Sửu tuy là trúng mùa, nhưng mà đạp rồi lường thử thì lúa hột chỉ có được 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số đó phải đông cho chủ điền 90 dạ, còn dư lại chỉ có 20 dạ mà thôi. Hương Thị Tào mới xuống nhà bà Hương Quảng Tồn là chủ ruộng mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quảng Tồn vừa nhìn thấy Hương Thị Tào bước vô trong cửa thì lên tiếng hỏi liền.
Nghe nói thằng rể chú nó đánh con gái chú chết sao đó vậy chú Hương? Dạ bẩm, con gái tôi bị nó đánh chết, mà sắp nhỏ nó nói mù mờ cho nên không có dám chắc là ai đánh. Nghe người ta nói cái thằng rể chú nó gây lộn với vợ nó rồi nó đánh con nọ chết, sao mà chú nói không chắc? Dạ bẩm bà, người ta nói vậy đó, mà bị tôi không thấy cho nên tôi mới nói là không có dám chắc. Nó chứ ai, thằng coi bộ núp ních mà nó hung dữ ha. Chú đừng có nghe lời người ta mà nghi cho Hương Hào Hội như vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội nó thù oán gì với con gái chú mà nó giết con nọ? Dạ bẩm bà, bị thằng cháu tôi nó khai sao với quan với làng á, cho nên người ta bắt Hương Hào Hội á, chứ tôi có biết giống gì đâu. Nghe nói thằng rể chú nó nhào xuống sông cái tự vẫn rồi phải không? Dạ bẩm phải, họ vớt thay nó lên trên dàm Dũng Liêm á, quan có đội tôi lên mà nhìn, nhưng mà cái mặt nó bị cá ăn sức hết, tôi cũng đâu có biết sao mà nhìn. Ôi thôi, tôi cũng nói đại cho làng người ta chôn cho rồi. Đáng kiếp lắm, hung dữ thì phải chết chứ sống sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi, bây giờ tính sao đây? Bám bà, tôi xe lúa về đạp xong hết rồi, xin bà cứ cho người lên lấy. Chú đông lúa ruộng rồi còn dư được chút đỉnh gì không? Bấm dư được vài chục dạ. Ủa, nghe nói ruộng của nó làm năm nay trúng lắm mà. Dạ thì cũng trúng, nhưng mà bởi vì mấy hôm rày lộn xộn đó, ăn trộm gánh lúa hết bọn à. Thằng rể của chú nó có con hay không? Dạ vợ chồng nó có để lại ba đứa con, hôm nay tôi phải đem về tôi nuôi đây nè. Rồi có đứa nào lớn không? Dạ thằng lớn nó được 12 tuổi. Ây dạ, chú nghèo mà chú nuôi tới ba đứa cháu ngoại làm sao cho nổi? Dạ phải ráng trường sao bây giờ chứ bỏ ai mà nuôi. Thôi vậy, để tôi cho thằng lớn nó ở đợ đặng nuôi hai đứa nhỏ, chú nghĩ sao? Dạ vợ chồng nó mới chết đây mà bây giờ cho con nó đi ở nợ vậy tội nghiệp quá bà. Nghèo quá thì phải vậy chứ tội nghiệp cái giống gì. Dạ xin bà để thủng thẳng nghe bà. Như chú tính cho ở thì tôi mướn giùm cho. Tôi cũng cần dùng mướn thêm một đứa nhỏ coi trâu. Hương Thị Tàu nín thinh không trả lời. Uống nước ăn trầu xong rồi ông mới từ giã ra về. Bà Hương Quảng nói để sáng bữa hôm sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu đi ở để coi trâu thì hôm nào dắt nó xuống cũng được. Đông lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương Thị Tàu ráng để dành để nuôi đám cháu. Cái nhà của anh Sửu bị bỏ hoang, con nít lối xóm lén tới phá làm đứt vách hư cửa hết. Hương Thị Tàu không biết làm sao cho nên mới kêu Trùm Sóc lại bán lại 15 đồng bạc. Ông lấy số tiền đó làm vốn mua thêm đồ để mà bán. Trong lòng tính làm như vậy để té lời chút đỉnh, để có cái ăn cái mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương Thị Tàu đã ngoài 50 tuổi rồi, tóc bạc hoa râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông ta lăn lóc đi làm để nuôi sắp cháu ngoại. Khi thì bồng thằng Sung đút cơm, khi thì dắt con Quyên đi tắm. Ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước, ông ta cũng có biết chuyện Thị Lựu tư tình với Hương Hào Hội. Khi hỏi con thì nó mắng tưới đi, bởi vậy ông ghét, ông không thèm nói tới nữa. Đến chừng, ông ta thấy thay con nằm chết trơ trơ, mà lại nghe chết vì cái thối gian dâm, thì ông không thương tiếc mà cũng không phiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ rồi, ông trong đèn ngồi một mình. Ông nhìn thấy tụi nó thì động lòng cho nên rơi nước mắt. Ông khóc là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải là tại thương nhớ đứa con gái hư hỏng. Thằng Tí lớn hơn hết, ông ngoại nó mắc mua bán thì tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em. Tuy cũng là đồng em nhưng mà nó lại thương con Quyên nhiều hơn.
cho nên nó tắm rửa, giặt áo, giặt quần cho con Quyên thường hơn. Cái tính của nó trầm tĩnh, ít nói, ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha chết rồi thì nó lại càng im lặng nhiều hơn, không chịu chơi bời gì với con nít lối xóm. Phận nó như vậy mà thấy con Quyên đi chơi, nó cũng không cho em nó đi chơi. Nó thường căn dặn em nó. Em á là con gái, đi chơi làm gì? Đàn bà con gái mà hư là tại đi chơi á, nói cho em biết đó nha. Tội nghiệp cho Hương Thị Tàu, không rượu trà bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày. Nhưng mà bởi vì cái vận chưa tới, cho nên mua không gặp chiều mà bán cũng không gặp giá. Lẩn quẩn làm ít tháng thì bị cục vốn. Trong nhà tiền bạc bắt đầu eo hẹp, sắp nhỏ quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng Sung, nó bị đau ban. Thầy cho uống thuốc lầm cho nên ban nhập cốt, thằng nhỏ lăn ra mà chết. Tuy Hương Thị Tàu biết đây là dấu tích nhơ nhuốc của Thị Lựu, nhưng bởi vì ông nghĩ nó là con nít không có tội gì, cho nên ông cũng thương nó như hai đứa lớn. Khi nó chết, ông ta cũng thương tiếc nhiều lắm. Nhà càng ngày càng nghèo, thằng Túy tuy còn nhỏ nhưng mà nó thấy nhà ông ngoại nó bẩn chật, nó cũng buồn lắm. Một buổi chiều ăn cơm rồi nó mới lên tiếng nói với Hương Thị Tàu. Không biết ở đây có ai chịu mướn để tôi đi ở đỡ cho người ta không về ông ngoại. Hương Thị Tàu nghe cháu khi không mà lên tiếng như vậy thì ngạc nhiên lắm, nhìn nó trân trân và hỏi. Ủa, sao cháu nói vậy? Dạ đâu có sao, cháu muốn đi ở đợ cho người ta để ông ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Quyên đó bạn. Ông nghèo quá thì ông chịu, chứ đem cháu mà đợ cho người ta thì làm sao được. Mình ở làm công chuyện cho người ta rồi mình ăn tiền có sao đâu mà không được. Ở đợ cực lắm, bộ cháu tưởng là sướng hả? Ăn được cái đồng tiền của người ta đó, họ bắt làm coi như là trái da mà họ còn đánh còn chửi nữa, không có dễ đâu cháu. Tôi không sợ, mình ở cho người ta, mình phải lo làm chuyện, ai biểu làm biến làm chi mà người ta đánh chửi. Tôi lớn rồi, ở nhà không có chuyện gì hết. Tôi muốn đi ở với người ta để khỏi tốn công ông ngoại, mà ông ngoại còn có tiền nữa. Hương Thị Tàu nghe nói thì ứa nước mắt, bỏ đi ra đằng sau không nói chuyện nữa. Thằng Tý thì cứ nhíu mày ngồi ngó theo, mặt mày của nó buồn hiu. Liên tục mấy ngày sau, thằng Tý nó cứ theo năn nỉ với ông ngoại nó đi kiếm chỗ cho nó ở đợ. Hương Thị Tàu thật là không nỡ đợ cháu đặng lấy tiền mà ăn, nhưng mà bởi vì trong nhà túng bẩn quá mà cháu nó cứ theo nó thôi thúc hoài, cho nên cực chẳng đã, ông ta mới lên tiếng nói với nó. Ôi à, nè, hôm tháng 2 á, bà Hương Quảng Tồn á, bà có hỏi ông, bà muốn mướn cháu ở coi trâu. Thôi được rồi, để trưa đó ông xuống ông hỏi coi bà còn muốn mướn nữa hay không nghe. Hương Thị Tàu trưa hôm đó mới đi xuống Phú Tiên, đến buổi chiều ông ta trở về và lên tiếng nói với thằng Tý. Bà Hương Quản bà chịu mướn cháu để ở coi trâu, mà bà cho một năm có 12 đồng thôi. Ông mới năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên là 15 đồng. Ây da, mà coi trâu á, tuy là nó không cực, nhưng mà phải giải nắng dầm mưa tối ngày ở ngoài đồng á. Cháu chịu nổi không? Chịu nổi chứ sao không nổi. Ở ngoài đồng vui mà, giàu cho có buồn cũng đâu sao. Cháu buồn mà ông ngoại mỗi năm lấy được 15 đồng bạc là được rồi. Bộ cháu tưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm hả? Ôi, cực chẳng đã chứ, ông đâu có muốn làm vậy đâu. Hương Thị Tàu nói mà ứa nước mắt. Thằng Tý nó đứng nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng hỏi.
bà Hương Quảng đó già trẻ hay trẻ vậy ông ngoại? Sồn sồn thôi. Bà có dặn bữa nào xuống không? Bà biểu ngày mai đem cháu xuống. Rồi chừng nào ông ngoại lấy được tiền? Thì bà có nói hãy làm giấy tờ xong rồi thì bà cho lấy tiền trước. Ừ được á. Ông lấy tiền về mua giải mai cho con Nguyên cái áo nghe, rồi cái quần nữa để cho nó bận. Còn bao nhiêu ông để mua đồ mà bán, nghe ông ngoại? Mấy lời nói không cao xa đó nhưng mà chứa nhiều ý nghĩa làm cho Hương Thị Tào nghe vô cùng xúc động. Ông ta bỏ đi ra đằng sau, không thể tiếp tục nói chuyện với cháu được nữa. Nãy giờ con Quyên đứng nghe ông ngoại nó nói chuyện với anh nó, tuy là nó không hiểu gì hết nhưng mà nó cũng biết là ông ngoại tính đem anh nó đi ở đợ cho người ta để giữ trâu, giống như là mấy đứa chăn trâu ở lối xóm của nó vậy. Cho nên tới chừng Hương Thị Tào đi ra đằng sau, nó mới chạy tới nắm tay thằng Tý và lên tiếng hỏi: Anh đi ở đâu anh hai? Ở dưới nhà bà Hương Quảng á. Bà Hương Quảng ở gần hay là xa? Đâu có xa gì, ở dưới Phú Tiên á. Ra khỏi đây dòm theo bờ lộ thấy xóm ở phía dưới á. Anh đi rồi chừng nào anh mới về? Một năm lận. Một năm là bao lâu? Một năm là 12 tháng. 12 tháng hả? Ừ. Tôi đi theo ở với anh được không? Đâu có được, qua mắt giữ châu làm sao qua coi chừng em được. Con Quyên nó nghe nói thì nó đứng suy nghĩ mà mặt buồn hiu. Thằng Tý thấy vậy nó mới lên tiếng nói: Em ở nhà với ông ngoại, để qua đi ở với người ta lấy tiền mua bánh cho em ăn, may quần áo cho em bận, nghe không? Rồi tôi ở nhà tôi chơi với ai? Có ông ngoại đó. Em nhớ hãy qua đi rồi ở nhà đó, đừng có đi chơi với đứa nào hết nghe. Nếu mà em không nghe lời qua giận lắm á. Vậy tôi chơi với thằng Ngọ được không? Không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì. Ở nhà buồn quá à, tôi muốn đi với anh. Không có được, em ở nhà hễ ít bữa qua về qua thăm, qua kiếm ổi mận cho em ăn nghe. Anh đi giữ trâu hả? Ừ. Mà anh có cởi trâu được không? Được chứ, qua cởi trâu của thằng cổ hoài em không thấy sao. Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kế đó Hương Thị Tào mới kêu thằng Tý sai đi mua tương để về ăn cơm. Đêm hôm đó thằng Tý nó cứ nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Cứ một lát nó vuốt ve mặt của con Quyên, trong lòng suy nghĩ lung tung, đã lo về chuyện không biết ở đợ với người ta ra làm sao mà lại buồn về cái chuyện để em ở nhà bơ vơ. Qua đến ngày hôm sau, ăn cơm buổi sớm rồi, Hương Thị Tào mới gửi con Quyên cho thím dậu ở kế một bên, rồi đóng cửa lại dắt thằng Tý xuống Phú Tiên. Lúc đi, thằng Tý hôn em nó hai cái và lên tiếng nói: Thôi em ở nhà nghe, qua đi nghe, ít bữa rồi qua về thăm. Nó nói vừa cười, nhưng mà nước mắt thì rưng rưng. Con Quyên đứng nhìn theo anh của nó, tuy là nó không khóc nhưng mà mặt mày của nó buồn hiu. Ở trong làng Trung Nghĩa, từ dòng Ké xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương Quảng Tồn là giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi mà bà gó chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết thì để lại cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đứng bộ cộng hết thảy trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho bà mướn. Mỗi năm góp lúa thường từ 5.500 đến 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây, vách ván mà cất lại làm nhà dưới. Và bà cất cái nhà trên 3 căn, nền đúc vách gạch, giá đáng 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long đi Trà Vinh. Trước nhà có một cái sân lớn. Bên tay mặt có một cái nhà vựa 5 căn đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái
có cái chuồng trâu 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt gọn bằng thẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà trồng mấy liếp rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai oằn, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng trổ bông nhưng lại không đậu trái. Bà Hương Quảng tồn giàu có mà không khắc khổ. Tuy bà không tin đạo nào hết, nhưng mà bà cũng biết thương kẻ nghèo hèn hay giúp đỡ người hoạn nạn. Tính bà như vậy mà không hiểu vì sao bà có 2 người con. Người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sở bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi mà không được đứa con nào hết. Còn người con nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học. Nhưng mà cậu cứ bỏ trường, cậu đi chơi hoài. Bà giận lắm cho nên bắt cậu về. Cậu lại ăn cắp của bà 3.000 đồng bạc rồi đi mất gần 1 năm rồi, không thèm gửi về nhà một bức thư nào hết, cho nên bà giận lắm. Hương Thị Tào dắt cháu xuống ở đợ với bà Hương Quảng. Khi bước vô tới sân, thằng Tý nó thấy cảnh vật lạ hoắc, nhà cao cửa rộng thì nó hồi hộp lắm, cặp mắt ngó giáo giác, cho nên chân nó vấp nhầm cục đất. May là nó níu ông ngoại nó lại kịp, chứ không thì té nhủi. Hương Thị Tào không dám đi vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè chỗ mấy cây mận mà đi vô phía nhà sau. Bà Hương Quảng đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu của Hương Thị Tào bước vô nhà, thì bà ngồi dậy và lên tiếng hỏi. Chú Hương nó xuống đây rồi đó ha. Thằng nhỏ này phải không? Dạ bẩm thưa phải. Hôm qua bà biểu hôm nay đem nó xuống cho nên tôi dắt nó xuống đây. Dạ, còn nhỏ dữ ha. Năm nay nó được mấy tuổi rồi? Dạ 12 tuổi. Thằng nhỏ, mày tên gì vậy mày? Dạ con tên Tí. Nè, ở với tao thì phải ở cho tử tế, đừng có gian tham, đừng có liên xáo, tao đánh chết đà, nghe không? Dạ. Tao có 6 con trâu mà một mình thằng Học nó coi không có xiết. Từ rài sắp lên mày chia với nó, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay trâu mắc đi đục đất cài, để chiều thằng Học nó lùa về rồi mày coi. Mà thuở nay mày có giữ trâu cho ai không? Dạ không. Trâu của tao dễ lắm, phải cần ăn cho mập, hãy bỏ ốm thì phải đòn đà. Bà Hương Quảng mới kêu con ngói là đứa ở nấu ăn mà kêu nó chạy lại đằng xóm mượn biện thi qua làm giấy giùm cho Hương Thị Tào. Giấy tờ làm xong rồi, Hương Thị Tào điểm chỉ cũng xong, bà Hương Quảng mới lên nhà trên mở tủ sắt cắt giấy và lấy 15 đồng bạc đưa cho Hương Thị Tào. Hương Thị Tào ngồi chơi một lát rồi mới kiếu từ mà về. Ông ta thấy thằng Tý đứng sớ rớ giữa cửa mặt mày buồn hiu thì mới lên tiếng nói với bà Hương Quảng. Dạ bẩm bà, nó còn có 2 anh em mà tụi nó thương nhau lắm. Nó xuống đây ở với bà chắc là con nhỏ em của nó nhớ nó dữ lắm. Vậy lâu lâu có rảnh xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó được không bà? Được. Mà em nó bao lớn? Dạ 6 tuổi rồi. Không có hại gì, bữa nào rảnh nó muốn về dây lát mà thăm em nó đó thì tôi cho phép nó đi. Hương Thị Tào mới xá bà rồi bước ra cửa, rồi kêu thằng Tý và lên tiếng nói. Thôi cháu ở rồi nghe, ông về á. Thằng Tý nhìn theo ông ngoại nó muốn gửi lời về dặn em nó đừng đi chơi mà nó nghẹn trong cổ không nói được. Bà Hương Quảng bước lên nhà trên rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tý ở dưới nhà sau một mình nó buồn cho nên nó đi ra sau vườn rồi đi vòng ra ngoài sân mà chơi. Nó nhìn thấy cái chuồng trâu là cái chỗ từ rài sắp lên nó phải lân la hàng ngày. Nó phải dọn dẹp, hốt quét cho sạch sẽ thì trong lòng nó không vui.
Nhưng mà khi nhớ tới ông ngoại, nó vừa mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nghĩ thầm trong trí: mình nghèo thì mình phải cực chứ. Mình cực em mình mới có quần áo mà mặc, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng ở nhà thả đi chơi giống như mấy đứa kia thì lấy cái gì nuôi em mình? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại thì già yếu, mình lớn nhất, mình phải làm nuôi em chứ. Thằng Tý đang ngồi giữa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ vẩn vơ thì thình lình con ngói cất tiếng kêu nó om sòm ở phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói mới lên tiếng nói với nó: Chàng ơi, tao tưởng mày trốn rồi chứ, bà biểu mày lên quét nhà trên kìa, đi đi lấy cái chổi dưới sàn kia lên mà quét đi. Thằng Tý nó riu riu lấy cây chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lôi ngôi. Cách một lát, thằng Học lối 13-14 tuổi lùa bầy trâu về. Nó vừa thấy thằng Tý thì lên tiếng hỏi: Ý, mày ở coi trâu với tao phải không mày? Được rồi, để tao chia ba con trâu đi trước cho mày nha, nghe không? Ba con đó hiền lắm á. Nó vừa nói vừa cười, nhe cái miệng lòi hay cái hàm răng trắng xác. Thằng Học bản tính vui vẻ cho nên thằng Tý mới gần nó một lát thì đã thích rồi. Sáng bữa hôm sau, hai đứa nó thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tý cởi con đực pháo, còn nó thì cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hát hò nghiêu ngao, còn thằng Tý thì cứ ngó mông bên phía dòng ké, và trong đầu nó lúc nào cũng nhớ tới em nó.